là video đầu tiên test mic của Test Voice. Trải nghiệm một tour du lịch cùng nhau, mình hy vọng là mình sẽ ăn sập Singapore nha. OK mọi người ơi, như vậy thì mình cũng đã đến được với sân bay Singapore rồi, sân bay Changi. Bây giờ thì sẽ di chuyển để vào hải quan ra lấy hành lý và bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực Singapore của mình nhé. Let's go. Thật ra là mình cũng đã có một cái video hướng dẫn mọi người để đi ra khỏi sân bay rồi, cho nên là mọi người có thể coi lại video ở đây. Mình sẽ để cái link ở trên phía bên này nha. Tụi mình vừa mới ra khỏi hải quan rồi và bây giờ thì đang đi lấy hành lý. Những cái bạn nào mà có hộ chiếu Việt Nam mà hộ chiếu mới có gắn chip á, thì có thể đi một cái line riêng tự động luôn, không cần phải xếp hàng hải quan, rất là nhanh. Còn mà những người mà hộ chiếu cũ giống như mình thì sẽ phải xếp hàng đợi chắc khoảng 15-20 phút gì đấy. Hải quan Singapore thì cũng tùy chỗ nha mọi người. Hôm nay mình đáp T3 thì maybe là nó sẽ nhanh hơn. Mình có một vài người bạn ở Hà Nội bay vào và đáp ở T4 thì xếp hàng một tiếng rồi và chưa ra khỏi nữa. Nếu mà bạn nào mà có cơ hội đổi hộ chiếu qua cái gắn chip á, thì nó sẽ đi quanh đi các nước sẽ rất là tiện. Và mình nghe nói là sau này ở Việt Nam cũng sẽ có luôn. Đây, giới thiệu cho mọi người những người bạn đồng hành trong chuyến này của mình. Hello, xin giới thiệu đi ạ. À. Follow Louis Ting. OK. Lần này mọi người thì tụi mình đi với một vài bạn KOL nữa. Đây là Tuấn, trợ lý của mình. Hello. Đây là team Louis Ting. Là trợ lý siêu cấp. Wow. Không sao, không sao. Không? Có duyên đi chung là được rồi. Dạ, rất là yêu thích ạ. À. Dạ. Hy vọng là sau chuyến này vẫn yêu thích nhau ạ. À. chưa nghỉ chơi ạ. À. Hôm nay tụi mình đi mọi người có sự xuất hiện của một người anh của mình nữa. Ta-da. Chào các bạn, chào các bạn trên kênh của Ăn Sập Sài Gòn. Đúng không? Đúng không? Ok. Ô, chào các bạn bên kia nữa nha. Trời ơi. Ơi, mọi người ơi. Kênh mình là kênh Levada nha mọi người. Tranh thủ nha, subscribe liền đi. À, ngay lúc này subscribe kênh mình coi là không có sợ bị quảng cáo. Chưa bật được quảng cáo. Người anh mình là chuyên làm về du lịch nha mọi người, nhưng mà hồi đó giờ làm TikTok không à. Xong rồi sau này thì vừa mới chuyển hướng qua làm YouTuber. Làm video dài đầu tiên luôn. Mọi người nhớ. Không, anh em rất là muốn coi cái video Đà Nẵng của anh luôn á. Anh đã... mất cười lắm. Để từ từ kể cho mọi người nghe sao. Cứ làm xong rồi quay, định nó ok. Sẽ quay cái nhà hàng này cho mình, chào mọi người, mình sẽ quay cho mọi người cả nhà ăn xong hết luôn. Ăn hết luôn mới nhớ mới quay. Rồi cuối cùng sao? Đâu có quay được đâu, cho nên là có những cái video đã quay rồi và không lên được. Em nghĩ là anh nên tổng hợp những cái đó lại đó anh. Ờ, thành một cái tập rất là vui nhộn luôn. Ông bé ơi. Ôi xin chào. Chào chị. Ôi nhớ chị quá đi. Em mà vừa đẹp thời gian hay em. Bây giờ thì việc đầu tiên là mình sẽ về khách sạn trước, rồi sau đó mình mới tiếp tục hành trình ha. Dùng dịch thư nha. Đó. Quà welcome. Rồi bây giờ mỗi người đây của em. Trao giải, trao giải. Giải Nobel. Giải Nobel đang uống. Tonight.
Ok mọi người, đây là địa điểm đầu tiên ở trong hành trình khám phá Singapore của mình ngày hôm nay. Đây, Mr. Bucket Chocolate. Ở cái chỗ này thì nằm ở trên một cái khu đồi có tên là Dempsey Hill. Khu đồi này thì đợt trước thì mình cũng có đi rồi và chuyên về những cái nhà hàng xịn, những cái F&B ở Singapore luôn. Và không phải là ai muốn lên đây mở cũng được. Và cái chỗ này thì cũng vừa mới mở gần đây, mặc dù là cái brand này mọi người thì đã mở lâu rồi, nhưng mà đã mở cửa hàng này thì mới có 7 tháng thôi. Và nó có rất là nhiều những cái loại sô-cô-la cũng như là có rất là nhiều thứ thú vị ở trong này. Thì bây giờ tụi mình cùng vào trong để khám phá xem mà nó có gì nha. Let's go. Ok mọi người ơi, mình đang ở trong cửa hàng của Mr. Bucket Chocolate. Hồi nãy giờ thì tụi mình cũng đã được đi nghe một cái bạn ở đây giới thiệu về quy trình luôn. Tức là ở đây từ hạt sô-cô-la họ nhập về từ các nước, có cả Việt Nam đó mọi người. Và sau đó thì họ chế biến, họ rang hàng, họ phơi hàng các thứ và họ chế biến thành sản phẩm. Họ đi một cái quy trình như vậy. Và ở đây thì có thể có rất là nhiều sản phẩm. Mình cho mọi người coi một vài sản phẩm ở đây nha. Thì ở đây họ thấy có một cái loại rất là hay mình giới thiệu trước, đó là rượu cacao. Cái loại này mọi người thì mình thấy là làm từ cái loại cacao ở Vũng Tàu, cacao Vũng Tàu Việt Nam, mọi người thấy không? Tức là ở đây thì họ làm ra cái loại này và hồi nãy tụi mình có thử, rất là ngon. Nếu bạn nào mà qua đây thì nên thử cái loại này. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều những cái loại sô cô la khác, họ chế biến nhiều kiểu luôn, mình thấy là và cái độ đậm nhạt của sô cô la nó cũng khác nhau nữa. Và trời ơi, cái nào cũng ngon hết đó mọi người. Ở bên này thì nó cũng sẽ có nhiều loại sô cô la, mọi người thấy quay vào đây cho mình coi. Thì nó sẽ có thể hiện những cái đầy đủ những cái thông tin. Ví dụ như cái loại này là sô cô la đáp nó 64%. Và loại này hạt lát cacao thì từ Vũng Tàu, Việt Nam. Và ở trên này có thông tin của cả những cái bác mà trồng luôn, cái người mà trồng cacao này luôn. Đó là cái bác Trịnh Văn Thành này ở Vũng Tàu. Và ở bên trong nó cũng có rất là nhiều thông tin mọi người. Mình thích cái cách mà họ đóng gói lắm. Đó, khi mà mở ra thì mọi người sẽ thấy là ngoài thanh sô-cô-la thì nó sẽ có một cái bảng thông tin nữa. Đó là từ cái hạt cho ra cái thanh ba này. Thì đó là sẽ là gặt rồi sẽ là phơi sấy rồi chọn lọc rồi đó các thứ. Thì ở đây nó sẽ có những rất là nhiều thông tin hay ho. Thì có nhiều loại lắm. Và ở đây thì hồi nãy mình cũng có nghe họ giới thiệu mọi người thì sẽ có một vài loại rất là đặc biệt. Ngoài những cái loại mà từ Việt Nam ra thì ở đây còn có hạt từ Thái nè, hay là ở Malaysia nè, Thái Lan nè, Philippines nè, có cả Ấn Độ nữa. Và ở đây thì có ba loại rất là hay mọi người mà mình có thử. Đó là cái sô-cô-la này mà thực ra có vị tiêu. Thì hồi nãy mình khi mình thử đó mọi người thì cái sô-cô-la ở bên ngoài nó rất là thơm, khi mà cắn vào rất là thơm. Và cái hậu vị cuối cùng nó sẽ có vị tiêu thơm nhẹ, nó không có quá cay đâu mọi người, nó rất là thơm. Mình nghĩ là nếu mà các bạn mà tới đây á thì mọi người nên mua thử cái loại này. Tại vì mình thấy nó đặc biệt, rất là lạ và chưa có thấy ở đâu vậy. Ở đây mình thấy có một cái tủ chocolate và những cái viên như vậy mọi người, rất là hay. Ở đây thì họ gọi cái viên này là bonbon. Mình sẽ để tên trên màn hình nha, là bonbon luôn, B-O-N luôn. Mỗi một cái viên này nó sẽ có một vị khác nhau. Mọi người có thể thấy nè, coffee caramel nè, strawberry nè, hay là sea salt caramel. Đó, nói chung là rất là nhiều loại cookie, cream, array. Rồi nhiều lắm và mọi người thấy là cái màu rất là đẹp. Và ngoài ra mọi người, cái vỏ bên ngoài hồi nãy mình có ăn thử á, thì cái vỏ bên ngoài nó sẽ là sô-cô-la cứng, nhưng bên trong nó là sô-cô-la tan chảy, sô-cô-la mềm. Rất là ngon luôn, trời ơi, cái viên này siêu ngon. Chắc là mình sẽ mua một vài viên để thử xem sao. Mọi người ơi, tụi mình vừa mới ra khỏi cái cửa hàng sô-cô-la và vẫn đang ở trong khu Dempsey Hill. Thì tối nay tụi mình vẫn ăn tối ở trong này luôn. Và hôm nay thì tụi mình sẽ đi một quán ăn tối ở một quán cà phê. Và mình nghe nói là rất là dễ thương, rất là thích. Và nó nằm ở trong một khu rừng cho nên rất là mát, rất là xịn. Buổi tối nay thì tụi mình sẽ ăn gì? Mọi người coi tiếp nha. Tiếp theo. Yeah. Để cho mọi người nghe thêm một cái nữa, đó là cái khu mà Dempsey Hill này nè mọi người, là một cái khu trời ơi, ở trên này là biệt thự xe sang rồi những cái quán ăn đắt tiền không à. Cho nên là nếu mà các bạn mà đi Singapore á, mà muốn tìm hiểu thêm về văn hóa, về cuộc sống này kia á, thật ra mọi người có thể đi lên khu Dempsey Hill này một bữa, ăn sáng, cà phê, trải nghiệm những cái quán F&B rất là đẹp, rất là xịn. Và nhìn ngắm những chiếc xe siêu xe đi vòng vòng ở trong khu này. Đây là cái chỗ mà mình sẽ ăn tối ngày hôm nay mọi người. Cái quán này có tên là BS và nằm ở địa chỉ nè. Mà mình cũng sẽ để ở trên màn hình luôn cho mọi người tham khảo nha. Và mọi người có thể thấy là con đường vào rất là xinh đó. Trời ơi, rất là thiên nhiên, rất là botanic, rất là garden.
không biết dùng từ gì để diễn tả, nhưng mà thật sự là một cái kiểu như là một cái quán nằm giữa một cái khu rừng nhỏ nhỏ vậy á, và dễ thương lắm mọi người. Và những cái cây cối này họ để hoàn toàn tự nhiên hết. Bình thường mà nhắc tới Singapore thì thường mọi người sẽ nghĩ tới những tòa nhà chọc trời này, những cái công trình hoành tráng, đất chật, người đông. Cho nên là việc tìm ra được những cái quán ăn, cà phê mà có cái không gian như trong rừng như vậy rất là hiếm ở Sing luôn mọi người. Cho nên là quán này là một chuỗi những quán ăn rất nổi tiếng ở Singapore luôn. Đồ ăn ở đây cũng thuộc dạng top cái món ngon ở Sing đó nha. Và lúc nào thực khách cũng ra vô tùm lum hết trơn á. Hôm nay thì tụi mình gọi cũng rất là nhiều món. Mình thấy những khẩu phần ở đây khá nhiều, cho nên là khi order mọi người cân nhắc gọi vừa phải thôi. Recommend cho mọi người món mì lạc xa, burger cũng như là những cái món salad ở đây rất là ngon luôn, mọi người nên thử nha. Ok mọi người ơi, tụi mình vừa mới về tới khách sạn rồi. Và hồi nãy thì tụi mình có ghé qua một cái tiệm gin, uống những cái ly rượu gin rất là ngon. Nhưng mà thật ra mình thì mình không phải là một tín đồ của rượu cũng như là gin. Mình thì chỉ có 1, 2, 3 vô những cái ly bia thôi. Cho nên là rượu thì mình không có biết review nhiều. Nhưng mà thật ra cái tiệm đó thì có một câu chuyện cũng khá hay. Và ngoài ra thì có nhiều loại rượu gin lạ lạ, cho nên là bạn nào mà thích gin thì cũng có thể ghé tìm hiểu thử. Thật ra đáng lẽ là cái list tại đây, nhưng mà bây giờ thì tụi mình lại muốn đi tập thể dục. Mình với Tuấn bữa nay ăn khá là nhiều, bây giờ thì sẽ đi lên phòng gym. Thứ nhất là quay cho mọi người coi là khách sạn này có phòng gym như thế nào, và thứ hai là tụi mình cũng sẽ tranh thủ tập một vài bài cardio đi bộ thôi, đơn giản để mà đốt được những cái năng lượng nãy giờ mà tụi mình nạp vào. Trời ơi mọi người ơi, lần nào mà đi chuyến sinh về mình cũng ăn rất là nhiều và lần nào cũng lên ký hết, cho nên là lần này mình phải quyết tâm đi tập. Ok mọi người, mình vừa mới uống tầm 12 là phòng gym của mọi người. Thì đây, sau lưng mình là phòng gym. Bây giờ mình sẽ đi quay cho mọi người coi là ở trong phòng gym này có gì nha. Thì ở tầm 12 này sẽ là phòng gym ở bên này, còn hồ bơi bên kia luôn. Đang xem ra hồ bơi trước đi ha. Một cái hồ bơi ở một cái gọi là một cái tầng kiểu ở trên vẫn còn lầu, mình ở tầng 13 và cái chỗ này là tầng 12. Thì ở đây sẽ có hồ bơi. Mình nghĩ là buổi chiều á thì sẽ đẹp hơn nhiều, còn bây giờ là buổi tối rồi mọi người sẽ không thấy view ở ngoài. Hồ bơi cũng nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Thật ra ở trên tầng 12 của một cái tòa nhà thì mọi người cũng không thể yêu cầu một cái hồ bơi quá nhiều. Bây giờ tụi mình đây là 10 giờ đêm rồi, 10 giờ đêm ở Sing rồi. Cho nên là cũng không còn ai ở trong này hết, chỉ có tụi mình xuống đây thôi. Thì ở đây thì sẽ có mấy chạy bộ, đây mình cũng có mấy chạy bộ, mấy đạp xe. Ở bên này thì sẽ có một ít dumbbell, một ít là dumbbell á. Cái này cái miếng gì hả? Cái máy á, máy kéo á. Kéo dây á, máy kéo dây lên đây. Wow, đó là đầu tiên mình thấy cái máy này thôi. Cái máy này kéo xuống vậy hả? Nhiều nhiều, nói chung là đúng rồi. Nó là tập cái đó là kéo xô, tùy động tác. Đúng rồi, đúng rồi, nó sẽ có nhiều động tác, linh động. Tôi tập cái này vô tri quá. Ê, nhưng mà lạ ra là đầu tiên mình thấy cái máy này luôn. Và họ có một cái bảng hướng dẫn mọi người những cái động tác. Sẽ có tạ, đúng đeo. Rồi cái ghế ngồi để tập thì cái này cũng có tập xô này. Cái luôn xô. Ở bên trong này lấy gì vậy? Toilet, cái chỗ toilet hồi nãy mình đi vào ấy nhỉ. Toilet với lại hồi nãy mình đọc có sauna nữa. Đây, còn sauna đây. Phòng xông hơi. Nhấn cái nút này thì mình sẽ sử dụng được cái phòng xông hơi này. Thì nó có phòng xông hơi ướt bên này và phòng xông hơi khô tắm ở dưới này luôn. Rồi toilet đầy đủ. Đó. Nói chung là rất là xịn theo mọi người ha. Mặc khăn luôn cho nên là mọi người không cần phải cầm khăn ở trên phòng xuống gì ha. Mọi người ở đây có dùng khăn, khăn xong dùng xong mọi người có thể bỏ vào trong cái sọt này là xong. Có nước uống. Ở đây thì nó họ dùng cái ly giấy này là mọi người. Thường cái ly này thì sử dụng một lần thôi. Uống ở trong cái nó này. Đó. Rồi, kết thúc chương trình gym tour, hồ bơi tour. Bây giờ thì tụi mình sẽ tranh thủ chạy bộ một xíu, xong rồi sau đó sẽ lên unbox những cái quà của STB nữa. Nhớ coi tới cuối video nha. Thank you.
chim mọi người ơi. 11 giờ bên này là 12 giờ ở bên Sing rồi. Ngày mai 8 giờ rưỡi sáng là phải chuẩn bị lịch trình mới. Thì mình không nhớ là mình có nói cho mọi người lý do của chuyến đi này chứ ta. Hình như là chưa. Thì chuyến này á mọi người, thì mình đi cùng với lại Tổng cục Du lịch Singapore. Tức là họ mời tụi mình đi trải nghiệm những cái trải nghiệm thú vị ở Sing và quay review cho mọi người coi. Thì hôm nay mình có nhận được quà của Tổng cục Du lịch Sing. Mình đã đi một chuyến cùng với Tổng cục năm ngoái rồi. Thì trộm vía là năm nay mình vẫn được mời và mình vẫn được quà, rất là nhiều túi quà. Năm ngoái là mình sẽ có một cái túi quà như vậy của Tổng cục. Và ngoài ra năm nay mình còn nhận được thêm một cái túi quà nữa và rất là dễ thương mọi người ơi. Cho nên là mình sẽ quay cho mọi người coi là trong cái hộp này có cái gì nha. Cái hộp rất là nhiều quà luôn. Cái này thì mình không biết nó là cái gì mọi người. Nó ghi là Singapore Earring Shop. Mà sao có hình cái lẩu rồi cái gì đó. Earring là cái gì? Earring là tai nghe hả? Hay là cái gì? Cái gì bông tai hả? Cái gì vậy bà nội? Không biết, cái này không biết là cái gì. Để mở ra luôn coi cho mọi người coi luôn nha. Chung là quà rất là thú vị. Cái này có một cái miếng sticker. Cái này cái gì vậy trời? Ở đằng sau mình thấy nó có cái đồ gài mọi người. Mà mình cảm giác là cái hộp này ở trong ấy không có gì hết trơn á. Chắc là maybe là một cái đồ cài. Mình nghĩ là nó là cài lên túi hoặc là một cái gì đó. Nhưng mà nó hình cái hộp này. Cái hộp này chắc là một cái hộp gì đó nổi tiếng ở Sing. Mình nghĩ như vậy. Tại vì thường nó không thể nào mà nó không đưa một cái hộp mà không có ý nghĩa. Thì cái này là giống như là một cái đồ móc lên vậy đó. Mình đoán là như vậy nha. Cái gói cà phê mà nó có hiệu là About Hoa. Đây. Nó cà phê. Một snack giòn kiểu vậy á mọi người. Một cái real foodie only. Họ giải thích những cái món quà ở trong này mọi người. Để mình coi cái hộp này là hộp gì. Đại loại nó là một cái vật luôn nè. Của cái này là kiểu truyền thống của Sing á. Có mì Nissin mà kết hợp với lại Evin's. Evin's là cái hãng mà da cá trứng muối rất là nổi tiếng ở Sing. Thì cái hãng mì Nissin kết hợp với lại cái hãng da cá này và làm lên cái mì trứng muối này. Mọi người biết cái này là gì? Hồi nãy mình thấy Tuấn khui cái này ra xong rồi Tuấn không biết cái này là cái gì. Xong Tuấn kêu là túi thơm. Vô tri. Nhưng mà cái này á mọi người, nó là một cái túi, dạng như là một cái túi mọi người take away một cái gì đó mà mọi người không cần sử dụng ni lông á. Đấy, mọi người bung ra thì nó sẽ như một cái túi ni lông. Nè. Một cái túi ni lông và mọi người có thể cuộn lại, nhét cuộn cất gọn. Và khi nào mà cần mua một cái gì đó, xách túi thì mọi người có thể dùng cái túi này, nó bằng vải mọi người. Sẽ có một phần snack. Mousse King là một cái loại sầu riêng rất là nổi tiếng ở Singapore, rất là đắt tiền. Và cái này thì chỉ là popcorn, là gì, bắp rang, nhưng mà vị sầu riêng là cái này. Rau củ sấy, bánh đó, đó là quà. Thì tất cả những cái quà này á mọi người, nó nằm ở trong cái sự kiện Singapore Food Fest của đợt này. Thì Singapore Food Fest là một cái sự kiện gọi là lễ hội ẩm thực ở Sing. Và họ tổ chức rất là nhiều năm rồi và mỗi năm một lần. Thường là vào khoảng tháng này nè, tháng 7. Mình nhớ ngày quốc khánh của Sing thì nó sẽ là vào tháng 8. Thì thường là tầm từ tháng 7, tháng 8 là họ đã có rất là nhiều những cái hoạt động, những cái sự kiện. Cho nên là các bạn mà đi du lịch Sing vào mùa này sẽ có rất là nhiều sự kiện hay ho. Thì mọi người có thể canh những cái đợt mà Singapore Food Fest như vậy á, thì nó có rất nhiều đồ ăn, rất là nhiều những cái sự kiện hay ho về ẩm thực ở Sing, rất là thú vị. Chắc là cái quà này là tại vì hồi chiều cái chị đó không có giới thiệu kỹ, nhưng mà mình nghĩ nó là quà của sự kiện Singapore Food Fest đó. Một cái túi toàn đồ ăn rất là